Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Nguyễn Hoàng Trọng Thị trả lại với tất cả quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến nỗ lực của Đảng Cộng Hòa hiện nay tại những tiểu bang mà swing state có phiếu bầu nghiêng ngả, Georgia và Florida. Trong thời gian qua, mặc dù Florida là bầu cho ông Tổng thống Trump, nhưng mà Georgia bất ngờ bầu không những cho ông Biden, hai thượng nghị sĩ lần đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang đỏ Georgia lại bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Và đó là lý do mà bên phía Georgia họ cũng thông qua luật, và tất cả những tiểu bang nào tìm cách thông qua luật nhằm siết chặt tiến trình bầu cử, đặc biệt là bầu cử khiếm diện, thì đang đương đầu với những đơn kiện. Đơn kiện này sẽ còn kéo dài nữa thưa quý vị, bởi vì họ sẽ kiện từ tòa liên bang, xong đến tòa kháng án liên bang, rồi cuối cùng lại phải đến tay tòa tối cao pháp viện. Chúng ta chắc chắn sẽ theo dõi thêm những cái tin tức này nữa. Ngày hôm nay, tiếp nối với Georgia, tiểu bang Florida đi theo hướng mà ông DeSantis nói rằng nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận bầu cử. Và cái chuyện gian lận bầu cử chỉ có trong cái cuộc bầu cử giữa ông Trump và ông Biden mà thôi. Theo bản tin chi tiết ghi nhận, theo cái sắc lệnh của ông DeSantis đưa ra trong ngày hôm nay, có 3 vấn đề về bầu khiếm diện mà ông muốn giới hạn. Thứ nhất, những ai muốn bầu khiếm diện phải cung cấp ID, driver license. Và mỗi lần có cuộc bầu cử, người này phải chứng nhận nếu muốn xin cái phiếu bầu khiếm diện. Quý vị nhớ ở California này, nó tự động một khi mà quý vị đã nằm trong cái danh sách mà voter registration rồi đó, là đã ghi danh đi bầu rồi đó, thì quý vị, ngoại trừ quý vị thay đổi chỗ ở thôi, họ vẫn gửi tiếp tục những phiếu bầu khiếm diện mà mail in ballot cho quý vị, không cần phải check driver license gì hết. Bên Florida bây giờ bắt buộc phải cung cấp driver license. Thứ hai, những cái nơi mà quý vị mang cái phiếu bầu khiếm diện này đến bỏ đó, ổng bắt đầu giới hạn luôn. Tương tự như ở Texas trước đây có 10 cái thùng phiếu để quý vị bỏ phiếu vào, bây giờ chỉ có 1 thùng phiếu thôi, nhằm làm giảm bớt những người mà muốn bỏ phiếu bầu khiếm diện. Và thứ ba, ngăn cấm không cho phép bất cứ một cái nguồn tài trợ từ giới tư nhân. Trong thời gian qua đó, giới tư nhân, nhất là thành phần mà theo đảng Dân Chủ đó, họ bỏ tiền ra rất nhiều để kêu gọi người dân bỏ phiếu bầu khiếm diện, vì lý do họ lo sợ đó, trong cái ngày bầu cử sẽ không có nhiều người họ đi bầu. Thứ nhất, lười biếng. Thứ hai, công ăn việc làm. Thứ ba đó là mới đầu tính đi bỏ phiếu, sau đó lại không bị bỏ phiếu. Cái chuyện đó đã xảy ra rất nhiều đối với đảng Dân Chủ. Cho nên đó là lý do mà đảng Dân Chủ khuyến khích người dân sử dụng cái lá phiếu bầu khiếm diện là như thế. Và họ đổ tiền ra rất nhiều, trong đó nhiều công ty tư nhân, nhiều tổ chức tư nhân có được nguồn tài trợ và họ bỏ phiếu để khuyến khích người dân đi bầu. Ông DeSantis bây giờ ngăn cấm luôn, nói không cho phép cái nguồn tiền từ giới tư nhân. Và sau khi ông ký sắc lệnh vào sáng ngày hôm nay, ngay lập tức các tổ chức ủng hộ cho phiếu bầu khiếm diện đã để đơn kiện ngay lập tức, và người ta sẽ nhìn thấy các tòa liên bang, đến tòa kháng án và sẽ lên tới tòa tối cao pháp viện luôn. Vâng, thưa quý vị, vào tháng trước đó thì
chính phủ, chính quyền thành phố Long Beach họ đã convert cái Long Beach Convention Center trở thành một cái trung tâm, một cái nơi thật là lớn để mà giữ những đứa trẻ dưới 18 tuổi khi mà đi vào đây đó, một là bị thất lạc, còn không là khi mà đi vượt qua biên giới của Hoa Kỳ mà không có người lớn đi theo cùng. Thì được biết là cái Long Beach Convention Center này đó có cái sức chứa là khoảng 1.000 trẻ, và tính cho đến tuần này đó, nơi này hiện nay đang giữ 710 trẻ thưa quý vị, nghĩa là hơn 70% là đã kín. Nhưng mà đặc biệt là cái vấn đề ở đây là hiện nay chính quyền liên bang đang điều hành cái nơi này đó bị những cái tổ chức nhân quyền họ chỉ trích là bởi vì phát hiện ra trong số hơn 700 đứa nhỏ được giữ ở đây đó đã có 47 trẻ bị dương tính với lại COVID-19. Những cái tổ chức nhân quyền cho rằng ở cái nơi này đó không có những cái biện pháp an toàn cho những đứa trẻ để cái sự lây lan nó bùng phát. Thì được biết là ở cái Long Beach Convention Center thì họ đa số nhận những bé gái dưới 18 và bé trai dưới 12 tuổi thưa quý vị, và còn có thể nhận thêm gần 300 trẻ nữa. Thì theo đúng luật đó là những đứa trẻ mà được đưa về đây đó thì trong vòng 7 cho đến 10 ngày là phải bằng mọi cách cơ quan Bộ Y tế và Nhân sinh đó là phải tìm cho được, nếu mà không phải cha mẹ của các em thì phải là người thân thích để mà đoàn tụ lại, không có được chia rẽ. Nhưng mà thực sự ra cái quá trình nó không thể nào mà nhanh được từ 7 đến 10 ngày như là mong muốn. Tính từ lúc tháng trước mới được mở ra cho đến bây giờ đó, cơ quan liên bang cho biết là họ mới đoàn tụ được có 8 trẻ thôi, và trong vòng tuần này đó sẽ có thêm 20 trẻ nữa là sẽ được đoàn tụ về cho cha mẹ hoặc là thân nhân. Thì cái process nó quá lâu thưa quý vị, bởi vì có nhiều người đó, có nhiều khi họ đi vào đây với con của mình nhưng mà khi mà bị chia cắt vì cái lý do nào đó họ lo sợ lại không dám nhận, cho nên là nó làm cái việc mà nhận lại những đứa nhỏ này nó chậm trễ. Một cái tin mà không ai ngờ thưa quý vị, tình trạng nước Mỹ đang thiếu gà, và đặc biệt những cái loại gà ngon chứ không phải là cái loại gà mà có 6.99 một con. Loại gà ngon này được KFC rồi tiệm mang tên là Wingstop cũng như là Buffalo Wild Wings công nhận gà của họ ngon thật thưa quý vị, nhất là món gà chiên này. Công ty bán thức ăn nhanh, đặc biệt là gà, ngày hôm nay than trời như bọng, bởi vì trong một vài tháng qua họ đã phải trả thêm từ 20 tới 26% cái giá gà mà trước khi đại dịch xảy đến họ đã trả. Trong thời gian đại dịch đó thì gà thì lại dư thừa cho nên giá gà giảm. Nhưng mà trong thời gian đại dịch đó, bởi vì người ta ở nhà cho nên cái số người mà đi order to go nó lại quá nhiều. Và cùng thời điểm đó, KFC, Buffalo Wings rồi Wingstop lại promote. Chúng tôi nhớ là mua 12 đồng mà được một thùng trong đó kể cả mashed potato, coleslaw vân vân nữa. Rất là ngon mà nhiều nữa. Thế nhưng trong thời gian qua thì KFC tuyên bố họ đang gặp trở ngại, bởi vì bây giờ gà không những các tiệm thức ăn nhanh này mua nhiều mà kể cả người tiêu thụ cũng mua nhiều. Nhà hàng mua cũng quá trời luôn. Thế là quý vị biết đa số những người mà bị kẹt ở nhà đó họ order to go đó. Phần lớn những cái món gà là họ mê nhất, mà chúng ta chưa nói tới Chick-fil-A nữa. Những cái tiệm này tuyên bố họ có những tiệm nào mà họ có những cái trang trại nuôi gà riêng đó, thì còn đỡ. Còn những cái tiệm nào mà không có mà phải mua giá lẻ thì đang gặp trở ngại rất nhiều. Và hiện nay càng ngày cái nguồn thiếu hụt gà đang gia tăng, mà khổ nỗi đó vì đại dịch cho nên các chủ, các cơ sở này họ không có khuất trương thêm những cái trang trại nuôi gà nữa. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong YouTube xem lại các chương trình Cà phê sáng và Thời sự thế giới trong ngày, cũng như vào Little Sài Gòn TV đọc các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.